Sau khi xem hết clip thì các bạn sẽ truy cập vào wescan.vn sửa bình luận viên Anh Quân để chơi những trò chơi siêu dễ và nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi nhé. Vào thời điểm hiện tại, các fan hâm mộ túc cầu chắc hẳn đang có những ngày ăn cùng bóng đá, ngủ cùng bóng đá khi kỳ World Cup 2022 tại Qatar đang tiến vào những vòng đấu hấp dẫn nhất. Trong rất nhiều năm qua, đội tuyển Anh với biệt danh là Tam Sư luôn được nhắc đến như là một trong những ứng cử viên vô địch ở bất kỳ giải đấu nào mà họ tham dự. Chúng ta nhắc rất nhiều về đội tuyển Anh đến từ xứ sở sương mù, nhưng liệu bạn có từng tự hỏi lý do vì sao đội tuyển này lại có biệt danh là Tam Sư hay không? Đó là câu chuyện liên quan đến lịch sử nước Anh mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Tam Sư hay Three Lion là biệt danh đã gắn liền với người Anh ngay từ những ngày đầu tiên mà bóng đá Anh bắt đầu xuất hiện trên bản đồ thế giới. Không khó để nhận ra hình ảnh đặc trưng trên huy hiệu được gắn trên ngực áo của đội tuyển Anh được tạo nên bởi ba chú sư tử xếp chồng lên nhau giữa những bông hoa hồng nằm rải rác. Đúng vậy, biệt danh Tam Sư xuất phát từ chính biểu tượng trên huy hiệu của đội tuyển Anh. Đây đồng thời là biểu tượng chính thức của Liên đoàn bóng đá Anh FA kể từ năm 1863. Nhưng sâu xa hơn, hình ảnh ba con sư tử này bắt nguồn từ biểu tượng trên huy hiệu hoàng gia của nước Anh. Để tìm hiểu về nguồn gốc của biểu tượng hết sức đặc biệt này, chúng ta phải ngược dòng thời gian về gần 1.000 năm trước. Bởi nó đã được xuất hiện lần đầu từ thời điểm cuối thế kỷ 12, khi gia tộc trị vì nước Anh là nhà Plantagenet tạo ra gia huy của họ mà sau này vẫn thường được gọi là biểu tượng hoàng gia của nước Anh. Vào năm 1189, vua Richard I, vị vua thứ hai của nhà Plantagenet lên ngôi. Ông là một trong những vị vua nổi tiếng nhất trong lịch sử Anh quốc, người được biết đến với biệt danh là Richard Anh Dũng hay Richard Sư Tử Tâm và được mệnh danh là Sư Tử của nước Anh. Sau khi lên ngôi, bởi lòng dũng cảm và tài năng lãnh đạo quân sự kiệt xuất, ông đã quyết định thay đổi biểu tượng gia tộc của mình thành một huy hiệu mới với hình ảnh ba con sư tử hộ vệ màu vàng cùng móng vuốt màu xanh trên nền đỏ. Ba con sư tử này được cho là đại diện cho ba tước vị mà vua Richard nắm giữ vào thời điểm đó là công tước xứ Normandy, công tước xứ Aquitaine và hoàng đế của nước Anh. Gia huy này đã được thiết kế từ thời Trung Cổ, nó được thay đổi nhiều lần qua các biến động chính trị và các triều đại khác ở Anh, nhưng gần như được giữ nguyên kể từ thời vua Richard I. Kể từ đó, hình ảnh con sư tử thường được các vị vua nước Anh sử dụng như là một biểu tượng đại diện cho quyền lực của mình. Hai con trai của vua Richard là William Fitz Empress và Henry II đều đặt sư tử lên biểu tượng trên tay áo và con dấu của mình. Cũng kể từ triều đại của vua Richard I, biểu tượng Tam Sư nguyên bản với ba con sư tử màu vàng trên nền đỏ luôn góp mặt trong huy hiệu hoàng gia của nước Anh qua mọi triều đại từ đó cho đến tận ngày nay. Vào năm 1340, vua Edward III lên ngôi hoàng đế Pháp, đồng thời khởi xướng cuộc chiến tranh trăm năm giữa người Anh và người Pháp. Vua Edward đặt biểu tượng Tam Sư của nước Anh vào 1/4 trên huy hiệu hoàng gia Pháp như là một cách để thể hiện sự thù địch của mình với người hàng xóm bên kia eo biển Manche. Biểu tượng Tam Sư cũng xuất hiện trên huy hiệu của hoàng gia Scotland vào năm 1603. Sau cái chết của nữ hoàng Elizabeth I, ngai vàng của nước Anh được nhà Stuart của Scotland thừa kế, dẫn đến sự ra đời của liên minh giữa Vương quốc Anh và Vương quốc Scotland dưới sự trị vì của vua James I. Sự kiện này dẫn đến việc biểu tượng hoàng gia của nước Anh và Scotland được kết hợp lại để trở thành biểu tượng hoàng gia mới cho Vương quốc Anh thống nhất. Mặc dù hiệp định liên minh năm 1707 đã chính thức đưa nước Anh trở thành một phần của Vương quốc Anh, nhưng biểu tượng hoàng gia của Vương quốc Anh với ba con sư tử đôi khi vẫn được sử dụng như là một biểu tượng chính thức của riêng nước Anh. Trên chiến trường vào thế kỷ 12, những người lính Anh thường mang theo những lá cờ có ba con sư tử màu vàng trên nền đỏ để thể hiện sức mạnh của mình cũng như truyền đi tinh thần chiến đấu cho binh sĩ. Ngày nay, hình ảnh Tam Sư lại được người ta biết đến rộng rãi trên mặt trận thể thao. Trên thực tế thì không chỉ có Liên đoàn bóng đá Anh mà cả Liên đoàn cricket của Anh cũng lựa chọn ba con sư tử làm biểu tượng của mình. Năm 1863 đánh dấu sự kiện quan trọng trong lịch sử bóng đá Anh khi Liên đoàn bóng đá Anh mà chúng ta thường biết đến với tên gọi FA đã ra đời. Một cuộc họp đã được diễn ra tại London với sự có mặt của những người đại diện đến từ các câu lạc bộ bóng đá và trường học ở London. Họ đi đến quyết định chia cắt Liên đoàn bóng đá và bóng bầu dục ra thành hai liên đoàn riêng biệt, đồng thời thống nhất với các quy tắc của Liên đoàn bóng đá mới ra đời và một bộ quy định chung dành cho các môn bóng đá tại Anh quốc. Thời điểm ban đầu, ảnh hưởng của Liên đoàn bóng đá Anh non trẻ còn khá hạn chế, nhưng giải đấu FA Cup đầu tiên vào năm 1871 đã thay đổi điều đó. Tổ chức này đã được công nhận rộng rãi như là một cơ quan quản lý toàn quốc cho môn bóng đá. Trong những năm đầu thành lập, FA đã sử dụng nhiều biểu tượng khác nhau trên các sản phẩm của mình, trong đó có cả huy hiệu Hoàng gia Anh và huy hiệu Hoàng gia Vương quốc Anh. Vào cuối thế kỷ 19, FA sử dụng một huy hiệu đặc biệt trên áo đấu của đội tuyển quốc gia Anh với hình ảnh ba con sư tử màu xanh lam trên nền trắng và đôi khi còn có một chiếc vương miện phía trên. Biểu tượng này còn có nhiều nét tương đồng với huy hiệu Hoàng gia Anh có ba con sư tử màu vàng trên nền đỏ. Vào ngày 30 tháng 3 năm 1949, Liên đoàn bóng đá Anh chính thức được cấp một huy hiệu cho riêng mình. Huy hiệu mới này có thiết kế tương tự huy hiệu trước đó với ba con sư tử vẫn là chủ đạo.
Tuy nhiên, giữa chúng có thêm 10 bông hồng Tudor. Đây được xem là biểu tượng của cuộc chiến hoa hồng nổi tiếng giữa nhà York và nhà Lancaster. Huy hiệu này được người Anh kết hợp cùng bóng đá có in hình bản đồ thế giới, chiếc cúp Jules Rimet huyền thoại cho đội tuyển vô địch thế giới và quốc kỳ của Vương quốc Anh để tạo nên phù hiệu chính thức cho World Cup năm 1966 diễn ra tại Anh. Và cũng chính tại kỳ World Cup này, đội tuyển Anh đã làm nên lịch sử khi lên ngôi ngay trên sân nhà. Đây cũng chính là danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên và duy nhất mà bóng đá Anh đã sở hữu cho tới tận ngày nay. Chiến tích này cho phép đội tuyển Anh đặt một ngôi sao lên trên huy hiệu tam sư của mình như là một minh chứng cho đội tuyển đã từng lên ngôi vô địch thế giới. Huy hiệu chính thức của Liên đoàn bóng đá Anh lần đầu xuất hiện trên áo đấu của đội tuyển bóng đá Anh trong trận đấu gặp đội tuyển Scotland vào năm 1872. Cũng chính vì vậy mà nó được biết đến rộng rãi và trở nên quen thuộc với người Anh. Hiệp hội huy hiệu tại Anh thậm chí đã từng khẳng định rằng ngoài huy hiệu hoàng gia thì huy hiệu của Liên đoàn bóng đá Anh chính là chiếc huy hiệu được biết đến nhiều nhất tại nước Anh. Có lẽ ngay từ thời điểm đầu tiên mà huy hiệu với hình ba con sư tử xuất hiện, người ta đã bắt đầu gọi đội tuyển Anh với biệt danh là Tam Sư. Không chỉ bởi nó xuất hiện ngay trên ngực áo của các cầu thủ Anh, mà còn bởi hình tượng sư tử luôn được coi là hình ảnh đại diện cho hoàng gia Anh nói riêng và nước Anh nói chung trong 1.000 năm qua. Biệt danh Tam Sư nổi tiếng đến nỗi nó đã được sử dụng như niềm cảm hứng cho sự ra đời của bài hát cổ động mang tên Three Lions vào năm 1996 để kỷ niệm cho kỳ Euro mà nước Anh làm chủ nhà. Bài hát này được sáng tác bởi hai nghệ sĩ hài là David Baddiel và Frank Skinner cùng ban nhạc rock The Lightning Seed. Nó vẫn luôn được coi là bài hát cổ động chính thức của bóng đá Anh kể từ năm 1996. Có lẽ bạn đã từng nghe đến câu khẩu hiệu nổi tiếng của người Anh, đó là Football is coming home, có nghĩa là bóng đá đang trở về nhà. Đây chính là lời bài hát nổi tiếng Three Lions luôn được các fan hâm mộ của đội tuyển Anh ca vang trên khán đài mỗi khi đội tuyển nước này ra sân thi đấu. Three Lions hay Tam Sư, theo cách gọi của người Việt là biệt danh đầy tự hào của đội tuyển Anh. Người Anh cho rằng tên gọi này thể hiện sức mạnh và sự tự hào luôn được các cầu thủ Anh mang ra sân thi đấu. Dù chiến thắng hay thất bại, chiếc huy hiệu trên ngực áo là lời nhắc nhở họ phải luôn ra sân với lòng tự tôn và trái tim của sư tử, giống như các bậc cha anh đi trước. Mặc dù biết bao thế hệ bóng đá Anh vẫn đang mòn mỏi đi tìm lại ánh hào quang năm xưa, thế nhưng các fan hâm mộ của đội tuyển đến từ đảo quốc sương mù vẫn luôn giữ vững niềm tin vào ngày mà bóng đá sẽ một lần nữa trở về nhà.